chào các bạn ơi, ngày hôm nay tớ rảnh thế nên là tớ sẽ dẫn các bạn đi cà phê với tớ nha. Nhưng mà quán cà phê này thì rất là đặc biệt, ở đây thì có nuôi một con vật mà tớ nghĩ là các bạn sẽ rất thích đấy. Thế nên là hãy theo dõi video của tớ xem là ở quán cà phê này có gì đặc biệt nha. À, tớ còn đi cùng một người bạn nữa mà bây giờ tớ sẽ sang đón bạn của tớ nhé. Các bạn ơi, đến nơi giờ này đây, chúng ta phải mở cái cửa này để đi vào nha. Wow, ấy, ở đây thì có một bé cún này. Wow, hello em, ôi trời, đáng yêu thế. Ôi trời ơi, yêu thế. Rồi, đi vào đây các bạn ơi, đi vào đây. Wow, ở đây thì là một cái không gian rộng rộng xinh xinh các bạn ạ. À, bên kia còn có cả bán đồ cho cún nữa đấy. Này bạn Lan, bạn có mua đồ cho trà xanh không? Mua đồ á? Để tớ xem đã. Ở đằng kia có đồ cho trà xanh kìa. Ở đây bán rất là nhiều đồ ăn cho cún đấy, bạn có lấy cho trà xanh thì lấy. Để xem đã, nhưng mà trà xanh của tớ thì chỉ thích ăn thịt thôi. À, ở đây cũng có thịt mà, nhưng mà hầu như là đồ ăn ở đây là đồ ăn sẵn này, ra đây xem này. Đồ ăn sẵn này với lại hạt á. Hạt này, mấy cái xúc thưởng này nọ đấy. Đấy nhé. Ngon chưa, cái này là xương mini, thịt cá này, thịt gà này. Ê, cái thịt gà này rẻ này, lấy không? Không đâu. Đấy, 20.000 thôi à. Wow, nhìn này, đồ ăn á, ở còn đây là cái chuồng các bạn ơi. Ba lô, chuồng ba lô. Ê, này, lấy về đánh răng cho nó đi. Thế. Ôi, các bạn ấy có sướng hơn cả mình các bạn ơi. Nhờ, có rất là nhiều. Vẫn hơn cả mình đấy. Nhìn cái này có giống quỷ mình hay ăn không? Giống. Đã lấy nước ra này Lan, bây giờ chúng ta sẽ sang chơi với mấy bạn mèo nhá. Okay. Ừ, còn nhìn cái sân này, nhìn chơi còn thích hơn cả sân của mình nữa. Đẹp nhỉ. Ờ, đây. Đây các bạn ơi, ở đây thì vé là 30.000 một người nha. Chúng ta sẽ bỏ giày và cho vào trong cái tủ này. Tập trung vào cái chân đi nào. Vào đấy. Cái giày vào. Ui, mát thế. Mát rồi. Bạn này. À, bạn này. Ôi, đáng yêu. Ui, đẹp thế. Bạn em mập quá này. Wow, nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Lông xù bồng bồng nhưng mà mặt có vẻ là bạn ấy không vui lắm. Chắc là đang có tâm sự gì đây. Xin chào. Nhìn này, to đẹp xinh nhở. Ê, sang bên kia đi. Bên kia thì có mấy bạn nữa đấy. Đi đấy. Ôi, đây này, có một bạn đang ngủ thẳng cẳng đây này. Wow. Bạn ấy. Bạn này sướng nha. Đấy. Nhìn cái mặt kìa. Ui, tròn vo luôn, béo ú luôn. Cái này là Miu hay là con gấu Bắc Cực đây không biết. Yêu khóc quá, hình như chịu không đấy, chịu to vậy. Hay là mập. No. Cái đồ mập này, cái đồ mập thay này. Yêu nhỉ? Ừ. Ý, người ta không thở được. Các bạn ơi, bà Lan cũng thích quá. Ở đây này, ở đây thì có tấm hình của rất là nhiều bạn mèo, chắc là không biết là phải mấy bạn đấy không nữa. Ở đây thì cái không gian là ui, trời ơi, đây là một con heo chứ mèo gì nữa. Nhìn cái đuôi nó kìa. Bạn này lông lã quá à. Wow, nhìn cái đuôi kìa, các bạn bơi như đuôi heo ấy. Giống đuôi chuột hơn, xong người lại to mà cái đuôi vẹt tí tẹo luôn kìa. Cho mình sờ một cái nhá, nhưng mà mình sợ bạn ấy cào quá các bạn ơi. Này, bạn ấy có vẻ... Mấy bạn này hiền mà. Tớ sợ bị cào lắm. Wow, đấy, hai bạn kia xuống chơi với nhau. Một bạn thì đang ngủ, bạn kia thì sang gọi, chắc là đang một mình lắm. Sờ cái măng cụt này một tí nha. Này đẹp không? Bạn này cái khuôn mặt có đôi mắt xanh các bạn ơi. Đẹp không? Đẹp. Các bạn ở đây kiểu là quen dạng người lắm. Không sợ đâu. Thế, có một bạn đang ngủ đây này. Các bạn ơi, đây là cái máy cho uống nước tự động nha. Khi nào uống nước chơi, lúc nào cũng thế này đúng không? Mập như vậy. Ôi trời ơi, cái đồ béo ú nha, cái đồ béo ú nha, nhìn cái mặt này các bạn ơi, yêu chưa? Cái bụng này. Ôi lông mượt lắm các bạn ơi, kiểu là mấy bạn này thường xuyên là được tắm sữa tắm ấy. Ê, em bé sờ nha. Nhìn này, thân thiện lắm, mình thích gì sờ đây à. Sang dậy đi chơi hả? Chơi chán rồi hả? Mấy bạn này nó mập nữa, chắc là vui chơi cả ngày chán rồi, nay dậy uống nước đi. Cái này là để ở đây để khi nào mà chơi. Đây, cho một con cá này, nhưng mà con cá này có thể ăn cả đời không hết luôn. À, mấy cái con này nó không có cái loại mà bấm lên xong rồi dãy đình đạch ấy. À, chắc là nó đấy, nhưng mà mấy cái tên này không phải đây là màu bông thôi. Chắc là nếu mà mua loại đấy sợ bấm dí sát vào mặt nó đi, cho các bạn xem cái mặt đáng ghét của nó này. À, hi lô hi lô hi lô.
Bạn thử bịt mũi nó xem nó có thở được không. Người ta ngất chứ nhở, người ta khó thở chứ. Ở trong này tôi thấy là mấy chú mèo này còn sướng cả mình các bạn ấy. Không gian rất là mát luôn, sau đấy là nước uống này, đồ ăn lúc nào để sẵn luôn, chỉ cần nằm ở đấy và đợi mọi người đến chơi với mình thôi. Bạn Lan thì bạn ấy không thích mèo lắm, tại vì là bạn ấy bị dị ứng lông mèo, nhưng mà lại rất là thích cún á, phải không Lan? Đúng rồi, nhưng mà cún nào phải gọi là ít á, cái lông à? Như kiểu cút đồ, cút đồ. Thế thì phải cạo hết lông của nó đi thì nó mới hết lông được. Ở đây thì có rất là nhiều giống mèo các bạn ạ, nhưng mà có một đặc điểm đó là bạn nào nhìn cũng kiểu là bụng bẫm, xong rồi lông sạch sẽ này, và đáng yêu nữa, nhìn chỉ muốn bê về nhà thôi à. Các bạn có biết không, ở đây nha, mỗi bạn là sẽ có một cái tên riêng. Ví dụ một bạn tên là Khoai này, có thích chơi cái gì này, sau đấy sở thích là gì. Dễ bế có thể bế để quay phim chụp ảnh. Khoai không biết là Khoai là bạn nào đây. À bạn nào Khoai, Khoai là tên này hay sao ý. Đây này, Khoai Khoai à, không biết là có phải không nhưng mà nhìn giống giống. Rồi, tiếp theo là tìm xem có bạn nào mà nhìn hay hay. Chip à, Chip bên, là bạn cún bên kia. Bên này là bạn cún, lúc nãy tôi bế rồi đấy. À, Monzi à. Để mình xem bạn Miu đi. Ôi bạn sữa này. À bạn sữa, sữa kia đây, kia đây, đây đây. Bạn sữa đây. Phải gọi xem nào. Sữa ơi, sữa. Sữa ơi. Sữa. Này, sữa ơi. Úi dồi ôi. Phải không, phải không? Tớ gọi nhưng mà không thể nói được. Đây là bạn ấy tên là Bi Béo á, đây này. Đi. Có vẻ cũng giống Bi Béo lắm. Ờ, hình như là Bi Béo hay sao ấy. Sở thích của bạn ấy là hiền lành, ngoan, dễ tính, có thể bế. Bạn này đáng yêu quá. Đồ đằng cách kia đang ngườm đúng không? Hả? Này, ai làm gì cho? Có mắt trọng, thật muốn thì thật muốn thì ngăn cổ ít thôi kìa. Này, người ta sẽ nằm ngửa ra xem nào. Mèo. Người ta không thích đâu. Cũng tí không được. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là cái gì không? Ở đây là hình như là chuồng để buổi tối là mỗi bạn sẽ vào trong một cái ô này ngủ này. Đó, đây là một cái tòa nhà của các bạn, khách giống sạn như đấy. Kiểu là chung cư khách sạn đúng không? Các bạn để xem bên trong có cái gì nào. Bên trong thì sẽ có một cái thảm để ngủ này. Khu vực này là lên đây để cào vào cái cây kia nè. Còn cái này chắc là để vui chơi, để ra đây cho mọi người xem. Đấy. Wow. Đây là hình con mặt mèo luôn. Ê, có một tên đang ngủ ở trong kia. Kia chính kia. Từ mini đấy bạn biết đây. Hello, xin chào. Chào, ơi, thò tay ra để chào ấy. Hello. Bạn này đẹp lắm này, bạn tên này. Hello nha, xin chào. Mình hôm nay mình đến đây để ghé thăm gia đình mình. Bạn có thể dậy để chúng ta ngồi làm quen với nhau một tí được không? Hả? Ôi giời, đây nào đây. Ôi cái chân đẹp quá. Tôi bắt được cái tay rồi. Cái mắt đúng không? Như kiểu thể mắt kìa. Sao mà bạn ấy ra được kìa? Mình chờ bạn ấy một cái không? Dậy đi cho mình yêu một cái thôi. Bạn này kiểu bỏ sữa. Bạn quay vào đây để nhìn cái mặt xem nó như nào nè. Không nhìn mặt được, bạn ấy không chịu. Ôi giời, sao dí sát mặt người ta, thấy cái gì đâu. Thì bạn ấy, bạn ấy to mà. Đấy, thò cái tay ở đây đấy. Đang nhòm kìa. Ôi, thật là xin lỗi gia đình nha, vì đã làm phiền, đi ngủ đi nha. Béo ú luôn các bạn ơi. Xem ở trên này còn bạn nào không nha. Ở trên này thì còn có cả một cái ô này, sẽ có thêm một cái chậu cát như thế này các bạn ạ. Bạn khi nào vệ sinh đấy. Ở trong phòng thì có thể đi vệ sinh. Nhưng mà ai mà ở trên chung cư cao như thế này thì không biết là có thang máy không các bạn nhỉ? Vì đẹp, mấy bạn mèo kia chỉ phát một phát là phải có thang máy chứ. Có mấy cái bạn ấy ngủ thì chỉ có ngủ thôi, còn bạn nào chơi thì cứ chơi này. Bên này thì có một bạn thì đây chắc là bảo vệ cửa, canh cửa. Hoặc là bạn ấy muốn đi chơi, muốn ra ngoài. Đang đợi ai mở cửa xong rồi lén ra ngoài đúng không? Hả? Bà Lan đang làm gì đấy? Tớ đang mở cái cửa này ra để thắp cái chú mèo này ra ngoài. Nhưng mà bạn ấy đang ngủ, bạn ấy không muốn ra rồi. Trời ơi, ngủ gì mà lắm thế, mấy khi chúng tớ mới qua đây chơi, dậy đi chơi với chúng tớ một tí. Không vui, không vui đâu. Nhìn này, cái mặt kiểu mặt người ta đang lườm kia kìa. Mặt người ta đang lườm đó. Đúng là đồ mèo lười mà. Sau khi đi xuống thì sẽ đi xuống vị trí khác để ngủ tiếp nha các bạn. Ôi, không thích đâu, người ta không thích đâu. Nè, cái mặt đang quạo lắm đấy. Đi ra đi, ý là người ta bảo thế đấy. Thôi đây, tôi đóng cửa lại cho cô nha. Bye bye nha. Ở đây thì có một bạn đang ngủ ở đây các bạn ơi. Mèo mèo mèo. Phải mình ở trong cái hình đấy không? Hả? Bạn ấy đang nhìn cái hình đó các bạn ạ. Để xem là phải mình không này. Đấy, yêu chưa? Thích ngồi ở đâu thì ngồi, ngủ ở đâu thì ngủ nha. Đây là bạn ấy đang uống nước nha các bạn, có vào cái bình tự động á. Bye bye các bạn Miu nha, mình đi ra ngoài chơi với mấy bạn cún này. Các bạn ơi,
chơi với bạn Miu một lúc thôi. Bây giờ mình sẽ sang chơi khu bạn Cún, tại vì là bạn Lan thích Cún hơn. Ra đây, ra đây. À, à, chơi này gì, cái mặt trắng ghét quá. Quay đây một cái nào. Người yêu quá các bạn ơi, giống bìm nha. Ý dối à, quay đây một cái. Không em chơi với người ta. Cắn tôi à? Đây có mấy bạn đang lô nhau. Ở trong này thì sẽ là khu vực tỉa lông. Các bạn ơi sẽ đứng lên cái màn này để tỉa lông. Các bạn này sẽ là đeo bìm nhé các bạn, để giữ vệ sinh cho khách đến chơi. Tớ thử lên đây xem là có cái gì các bạn ơi. Ở trên này hình như là khu cà phê á. Chúng ta mua nước thì có thể lên trên này để chơi. Đây đây. Rồi xe thử đi lên trên này nhá. Các bạn ơi lên trên này thoáng quá. Ê, ở bên kia thì có mấy bạn Miu cũng nhà ở trên đấy đó các bạn. Có nhiều khu khác nhau, còn ở đây thì sẽ là đường nha. Cái đoạn đường này thì mình vừa đi từ bên trên Hồ Tây về. Sang bên này thì cũng là đường để đi về, bên nhà mình thì cũng đi được nè. Ở trên này thì thiết kế màu cam các bạn ơi. Tại vì là ban ngày trời ở đây là khá là nắng nóng nên là mọi người không lên trên này. Bên này thì là gì đây? Bên này là chung cư á các bạn. Ở bên này thì là chung cư. Mình thì không ở gần đây nên là mình cũng không rõ lắm. Chúng ta lên đây thì có thể ngồi chơi ở trên này, uống cà phê nè. Nhưng mà phải là buổi tối cơ thì mới mát, chứ ban ngày thì nóng lắm. Cái kìa, mấy người chung cư cao cấp, mấy mèo chung cư cao cấp đang ở đấy đấy. Còn mình thì chỉ ở bên này thôi. Cái đường lên kia hình như là lên cái lối đấy hay sao ấy. Nhưng mà hồi nãy tớ bế mấy bạn đấy, bây giờ tớ hắt xì hơi nhiều quá, sợ bị dị ứng lông. Thôi ngồi đây cà phê một tí nha các bạn. Này của Lan này, uống đi. Ok. Các bạn ơi, vậy là đã chơi hết bạn Cún với cả bạn mèo rồi. Thế nên là bây giờ tớ sẽ đi xuống lấy xe và đi về đây. Các bạn muốn chúng tớ đi chơi ở đâu, ở trong thành phố Hà Nội thì nhớ để lại bình luận nha. Còn video đến quán cà phê chó mèo của chúng tớ đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Bye bye, tớ đi về đây.